thứ ba, tuần thứ hai phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 3, từ câu 7b đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra từ trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người đứng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy. Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Suy niệm: người đã sinh ra thì có thể quay trở lại lòng mẹ mà sinh ra một lần nữa sao? Dưới nhãn quan của Con Người và cái nhìn của vị bậc thầy như ông Nicodemo, điều này không thể xảy ra được. Thế nhưng đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu lại nói đến việc Con Người phải được sinh ra một lần nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nhắm tới việc sinh ra theo thể lý, nhưng là sinh ra bởi ơn thiên, sinh ra bởi niềm tin vào chính Ngài, là đúng được Thiên Chúa Cha sai đến, mang lại ánh sáng sự sống cho nhân loại. Từ thời Cựu Ước, các tiên tri đã loan báo một đấng sẽ đến cứu dân Israel. Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh để diễn tả về đấng phải đến. Sách Dân Số đã nói về hình ảnh con rắn đồng được giương cao trong sa mạc. Điều này cho thấy trước cách thức Thiên Chúa Cha cứu chuộc nhân loại, cách thức cứu chuộc của Thiên Chúa quá cao vời mà con người không sao hiểu thấu. Chúa Giêsu ví điều này như việc ta được hưởng ích lợi của gió mà không biết gió sinh ra từ đâu. Tất cả mọi sự là một mặc khải huyền nhiệm được chính Chúa Kitô thực hiện. Chúa Kitô là nguồn mạch của sự sống mới, nơi Người chan chứa tình yêu cứu độ. Đến và tin vào Người thì được sức mạnh thần linh tẩy rửa khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Chính Thánh Thần Thiên Chúa sai đến sẽ tái sinh con người một lần nữa
nhờ bửu huyết khơi nguồn ơn cứu độ của Chúa Kitô. Đây chính là việc sinh ra một lần nữa, sinh ra trong ân sủng cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện ngang qua mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con là những Kitô hữu được nuôi dưỡng bởi ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Mỗi ngày chúng con chiêm ngắm đấng được dương cao trên thập giá, được rước lấy chính mình mẫu thánh của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con được đức tin vững vàng, lòng mến yêu tha thiết và niềm cậy trong hết lòng vào Chúa trong suốt cuộc đời của mỗi chúng con. Amen.